Triển lãm và hội nghị năm nay được chia làm hai lĩnh vực chính: an ninh an toàn và phòng cháy chữa cháy. Securtech Việt Nam 2009 hứa hẹn là sự kiện chuyên ngành lớn nhất với quy mô khoảng 230 gian hàng của hơn 100 nhà triển lãm hiện đại nhất, đáp giải pháp thông minh nhất. Ban tổ chức sẽ phối hợp với các cơ quan ban ngành tổ chức chuỗi các hoạt động bao gồm 4 diễn đàn chuyên